Chào mừng các em đến với tiết toán hôm nay. Trước khi vào bài mới, cô sẽ đưa các em đến tham quan một nơi rất là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi nào. Các em thấy khu vườn này thế nào? Quá là hấp dẫn phải không nào? Có rất là nhiều quả cam chín mọng. Vậy các em có muốn hái những quả cam này đem về không? Để hái được những quả cam này, bác nông dân yêu cầu chúng ta phải trả lời đúng những câu hỏi mà bác đã nêu ra. Trả lời đúng một câu hỏi, chúng ta sẽ được hái 3 quả cam. Vậy các em có sẵn sàng hái cam chưa nào? Bây giờ các em hãy quan sát xem bác nông dân đưa ra câu hỏi gì nhé. Câu 1. Hãy nêu những đơn vị đo độ dài mà em đã học. Các em có 3 giây để trả lời. Chúc mừng các em đã trả lời rất là chính xác, đó là centi và decimet. Các em được hái 3 quả cam. Chúng ta tiếp đến câu thứ hai. Điền vào chỗ chấm 1 decimet bằng chấm 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 centimet. Chúc mừng đã trả lời chính xác, đó là 10 cm. Các em được hái thêm 3 quả cam nữa. Chúng ta đến với câu thứ ba. Đúng chọn đờ, sai chọn sờ. 10 cm bằng 1 decimet. Quá dễ phải không nào? Rất là giỏi các em. Chọn chữ đờ. Chúc mừng các em. Các em lại được thưởng thêm 3 quả cam nữa. Đã đến giờ chúng ta phải quay về rồi. Chúng ta hãy tạm biệt bác nông dân đi nào. Cảm ơn bác nông dân đã tặng chúng ta một giỏ cam thật là tươi ngon. Vừa rồi, qua trò chơi, các em đã cùng cô ôn lại những kiến thức về các đơn vị đo độ dài, đó là cm và decimet. Bài học hôm nay, các em sẽ được làm quen với một đơn vị đo độ dài mới, đó là mét. Mục tiêu của bài học hôm nay các em cần phải nắm đó là: một, biết mét là đơn vị đo độ dài, biết đọc, viết ký hiệu đơn vị mét. 2, biết được quan hệ giữa đơn vị mét với các đơn vị độ dài, decimet, cm. Thứ ba, biết làm phép tính có kèm đơn vị đo độ dài mét. Thứ tư, biết ước lượng độ dài trong một số trường hợp đơn giản. Bây giờ các em hãy cùng cô tìm hiểu bài học hôm nay nhé. Các em hãy cho cô biết để vẽ được một đoạn thẳng dài 1 cm ta làm thế nào? Đúng rồi, đầu tiên ta sẽ dùng chiếc thước kẻ. Dùng bút chì đặt ở vị trí số 0. Kéo dài đến vị trí số 1. Ta được đoạn thẳng dài 1 cm. Tiếp theo, cô muốn vẽ một đoạn thẳng dài 1 decimet. Cô làm thế nào? Tương tự như vậy. Đầu tiên, cô cũng vẫn đặt bút chì ở vị trí số 0. Kéo dài đến vị trí số 10. Ta được đoạn thẳng dài 1 decimet. 1 decimet chính bằng 10 cm. Vậy bây giờ cô muốn vẽ một đoạn thẳng lớn hơn đoạn thẳng này gấp nhiều lần. Cô sẽ làm thế nào? Thì đó, các em sẽ dùng thước này vẽ liên tiếp rất là nhiều lần. Điều này sẽ rất là mất thời gian để tiện hơn khi đo hoặc vẽ các vật,
hoặc là đoạn thẳng có độ dài lớn, ta sẽ dùng thước như sau. Các em hãy quan sát chiếc thước này và xem trên thước có các vạch chia từ số mấy đến số mấy. À, đúng rồi, trên thước có các vạch chia từ vị trí số 0 đến số 100. Vậy, độ dài từ vạch số 0 đến vạch số 100 được gọi là 1 mét. Bây giờ, cô sẽ vẽ một đoạn thẳng bắt đầu từ vị trí số 0 và kết thúc ở vị trí vạch số 100. Vậy, cô được đoạn thẳng có độ dài là bao nhiêu? À, đúng rồi, đoạn thẳng này có độ dài là 1 mét. Vậy mét là gì? À, mét chính là một đơn vị đo độ dài. Mét được viết tắt là m. M là được lấy từ chữ cái đầu của tiếng mét. Các em thấy từ vạch số 0 đến 100 chính là 1 mét. Vậy 1 mét bằng bao nhiêu decimet? Các em hãy cho cô biết từ 0 đến 10 là mấy decimet? À, đúng rồi, từ 0 đến 10 là 1 decimet. Vậy, các em hãy tính cho cô từ 0 đến 100 là mấy decimet? À, đúng rồi, từ 0 đến 100 là 10 decimet. Vậy, 1 mét bằng 10 decimet. Hay ta nói 10 decimet bằng 1 mét. Trên chiếc thước này, các em thấy từ vạch số 0 đến 100 là mấy cm? À, 100 cm. Vậy 1 mét bằng bao nhiêu cm? À, đó chính là 1 mét bằng 100 cm. Hay 100 cm bằng 1 mét. Các em hãy đọc lại theo cô. 1 mét bằng 10 decimet. 10 decimet bằng 1 mét. 1 mét bằng 100 cm. 100 cm bằng 1 mét. Như vậy, các em vừa tìm hiểu đơn vị đo độ dài mét và biết được mối quan hệ giữa mét, decimet và centimet. Với bài học này, các em cần ghi nhớ những điều sau. Thứ nhất, mét là đơn vị đo độ dài. Ta dùng khi đo những vật có độ dài lớn. Thứ hai, mét được viết tắt là m. Và nhớ mối quan hệ giữa mét, decimet và centimet. 1 mét bằng 10 decimet. 10 decimet bằng 1 mét. 1 mét bằng 100 cm. 100 cm bằng 1 mét. Và nhớ cho cô, trong ba đơn vị này, mét là đơn vị lớn nhất, rồi đến decimet và cuối cùng là centimet. Để khắc sâu kiến thức các em vừa học, bây giờ chúng ta hãy cùng thực hành làm các bài tập sau. Bài 1, điền số thích hợp vào chỗ trống. Các em hãy dựa vào mối liên hệ của mét, decimet, centimet vừa học áp dụng để làm bài này nhé. Chúng ta sang bài 2. Tính. Các em hãy cho cô biết các phép tính này có kèm theo gì nè? À, đúng rồi, các phép tính này có kèm theo đơn vị là mét. Vậy, để thực hiện những phép tính có kèm theo đơn vị, chúng ta làm thế nào? Đúng rồi, đầu tiên chúng ta thực hiện tính các số trước, sau đó
Ta ghi đơn vị vào sau kết quả của phép tính. Bây giờ cô sẽ làm mẫu một bài với phép tính 17 mét cộng 6 mét. Đầu tiên ta thực hiện cộng các số trước. 17 cộng 6 bằng 23. Đơn vị ở đây là mét. Cô viết mét ở sau kết quả. Dựa bài vào thì cô hướng dẫn, các em hãy làm tiếp các bài tập sau nhé. Chúng ta sang bài 3. Viết cm hoặc mét vào chỗ chấm thích hợp. A. Cột cờ trong sân trường cao 10. Chấm chấm. B. Bút chì dài 19. C. Cây cao, cao 6. D. Chú Tư cao 165. Với bài này, các em cho cô biết bài này yêu cầu chúng ta làm gì? À, đúng rồi, bài yêu cầu chúng ta viết cm hoặc mét vào chỗ chấm thích hợp. Ở bài tập này, các em cần phải xác định được 1 cm dài khoảng bao nhiêu và 1 mét dài khoảng bao nhiêu. Các em có thể dùng thước, các em đưa tay mình vào thước để xác định độ dài của 1 cm là khoảng bao nhiêu và độ dài của 1 mét là khoảng bao nhiêu. Rồi sau đó mình so sánh và chọn đơn vị cho phù hợp. Ví dụ ở câu A, cột cờ trong sân trường cao 10. À, các em phải so sánh xem 10 cm dài khoảng bao nhiêu và 10 mét dài khoảng bao nhiêu. Sau đó các em so sánh 10 cm, 10 mét với độ dài của cột cờ. Độ dài nào phù hợp với cột cờ của mình thì mình chọn đơn vị đó điền vào. Các em đã rõ chưa nào? Tương tự với câu B. Các em so sánh độ dài của 19 cm và 19 mét. Độ dài nào tương đương với độ dài của bút chì thì em chọn đơn vị đó điền vào. Ở câu C cũng vậy. Các em cũng so sánh độ dài của 6 cm và độ dài của 6 mét. Độ dài nào phù hợp với chiều cao của cây cao thì mình sẽ chọn đơn vị đó điền vào. Và tương tự với câu B cũng vậy. Chiều cao của chú Tư. Các em cũng làm tương tự như các câu cô hướng dẫn. Các em đã rõ chưa nào? Bài học đến đây là kết thúc. Các em về xem lại bài. Các em học lại, học thật thuộc cho cô mối liên hệ giữa mét, decimet và centimet. Hoàn thành phiếu bài tập. Xem trước bài km trang 151. Mến chào các em. Chúc các em luôn vui khỏe.